lesson. Do not travel with anybody but my partner. With my boyfriend I've traveled with before when we met each other, we did road trips and he's very easygoing. We camped out at places because Australia is huge. So we would just drive for the whole day and when he got tired, we'll just find a corner to camp out at and he'll do a fire and we'll go to sleep and wake up the next morning and keep driving, driving for 7 days. So if someone can do that, they can probably do Gypsy Hobo with me. But someone that can't camp out will probably murder me. So I have a higher chance of being murdered by a good friend traveling than I do at couch surfing or with strangers. So stay tuned for my Gypsy Hobo traveling stories or just, and all of these things I can't capture on TV. When I'm mad, I can't, that I missed the bus, I'm not gonna be recording myself because I think it's colder today. Low charge. What's that? And I don't have, most of the time, I don't have charge given to me. It feels colder. You wanna buy a bottle of red wine. Myself, yeah, it's more misty today. Ooh, we're not going to the highest mountain, but now it's fucking cold. Our garden. No heater here. You have to rent somewhere. I'm gonna go buy more stuff. So we're gonna go drink coffee and whatever. I don't wanna drink any more beer. I'm getting bloated. Bloated. Walking down. So we can get to the pretty artist studio for coffee or whatever. I can't drink any more beer. I'm getting bloated. I feel like a pregnant cow. Uh-huh, xa không? Đi, okay. Mà mai đi. Xa về không kịp 6 giờ đó. Ok, mình đi. Đi xuống đây rồi nó nằm ở đầu này. And my beer with a view. My kéo cái gì? Muối, mèo. Bảo, rượu, bảo, mèo.
Táo mèo. Nhiều táo mèo. Rượu táo mèo. Okay. Ooh, this is the traditional apple liquor. Yeah. Apple. Apple, apple mà giống như người dân tộc ấy. Mộc hay ba. Táo mèo. Yo. Em mời bà. Yo. Mộc hay ba. Mèo em mời bà con bạc bê cái này cái rượu của bà. Bố phải uống cái kia trước. No 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 no. Mộc hay ba. Chúc mừng sức khỏe nha. Dạ. Vui vẻ và hạnh phúc. Cảm mọi người. Và táo mèo này. Nghĩ sao mà quý? Táo mèo. Nghĩ dạ. Cái trên nhóm của nó. Ừ, yummy. Đúng đã thấy. Từ Vi người Huế. Anh người gì? Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội. Hà Nội, Hà Nội. Hồ Chí Minh City. Trong cái này. Dạ. Ở trong cái bang này. Bắc Trung Nam. Nam một lần nữa. Thôi chứ. Làm đi mình còn 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 hát đi. Hát đi. Ở đây. Không, hay quá. Không biết cô. Đó cũng là cô. Cô là sư nhà. Là sao? Nó sẽ đâu. Cô ở đâu nó sẽ không còn con ở đây. Người cô là không biết. Bỏ đi cuối trời. Sao đây? Để cho hồn tôi thật thời vào giờ mới được gần nhau. Chiều anh ơi vào giờ mới được gặp nhau. Tiếp chi một đêm, tha thêm chi một đêm. Hay quá. Rồi xa nhau ngàn trùng. Lệ này cho anh hay lệ này cho em. Khi mộng ước không thành bay cô rồi ngày dài còn bao lâu hay muôn đời nuối tiếc đêm cuối cùng cho nhau biết anh sẽ buồn vì ngày anh không rời bên biết em sẽ buồn vì đời chẳng có ngày mai. Nếu ngày nào tình ta đã phai, biển xanh trắng xanh người đi sao đàn. Phải rót hết, cho nên anh như ba nghe đã. Nghe mưa tuổi hương. Ngày mai em đi. Cái này giống kêu giống kia. Đây. À đi. Tôi bị bịt nhảy đó. Ồ, hay quá. Bàn tay buông lơi ngò. Đài đêm chim chơi. Đi chung đi. Sầu lên đây. Mẹ nhô nhô. Ngày mai đọc đề. Cái công việc hả? Hát. Lao. Gọi mãi nhưng em chẳng về. Nên giờ biển động buồn hơn. Em thì buồn quá vậy sao giờ không hát? Vui đi. Biển đồng hồ đi du lịch rồi, đố với đi du lịch rồi thành ra cũng buồn. Có nhiều khi từ vườn khi bước về bàn chân ai rất nhẹ từ những năm nói chung là từ nơi đây là em đang ngồi đục âm nhạc cho em bật ba gơ lên em. Cái đó ai gọi vậy? Hay biết gọi thì xin lỗi vì hôm nọ bài về Hà Nội mà vui phải không? Cái đoạn mưa thuộc là đoạn này em đây. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Bật ba gơ lên đẹp quá. Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Lạc lắm. Hoa sữa thôi rơi em bên tôi một bố biết chiều không ta? Tan lớp. Bố hát đi. Hoa mùa này chiều không ngang phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô. Hát hay quá. Liều xiêu một câu hồ tây tim mơ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ. Ta nhớ đêm nào lạnh đôi tay hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây. Tưởng nhớ thấy em có thấy cảm ơn anh không?
Hà Nội. Hà Nội. Ồ, cổ hết rồi. Có ngủ nè. Đây, xong nè, không thôi, có ngủ nè. Thôi, tại vì bà có mấy ngày đi chơi chứ bí tóc mấy ngắn lắm nữa. Cháu Hương nữa rồi. Bà, mấy ngày đi đi. Phải không biết cái nhạc này không? Okay. À, hát đi. Cha cha cha. Không phải. Trên đất khi chiều xuống, chiều hai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Xe nhà nước trên đường vẫn qua màu. Người già thăm bên con mồ non. Làm rưỡi rồi, sắp sửa đón đến nơi rồi. Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi tự nhiên là về gì ạ? Người hãng về gì ạ? Người nhà về gì ạ? Lên. Mà xe sắp tới rồi. Không, cũng dừng á, cũng dừng á. Hà chị em ở Huế, ra Hà Nội, em đi du lịch vui. Gặp khách nào cũng được gặp ông. Rục mẹ, rục ra sờ, người mới. Người Huế hay quá, biết làm trò này. Người Huế này đặc biệt. Hả? Không, nãy say say rượu, say bia. For love. Yeah. Love like the liquor. Oh, love and the liquor. It's quite you drunk. Yes. Say rượu, say bia ngày mai đây. Không, con cháu con em ạ. Con Hà. Con của Hà cũng gọi Hà là xưng gọi Hà là em á. Của Hà nói là đi chủ ngựa đi vào lăng Bác thì nó là em xinh quá. Thì quay lại chưa? Một chưa? Nhưng mà nhà hơi nhỏ. Mở to lên, mở cho tóc bây giờ. Em mới số ai rồi. Điểm cha cha này không có giận lắm. Nghe to hơn. Mở mở đám à. Không phải là mở máy là bên Nam. Anh mua một cái máy về đám anh mở luôn. Em mua cái máy. Mở anh đông à. Mở mở máy ra cho tôi có kẹo kẹo. Mở này cho mình thích là người miền Nam hả? Thôi à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ. Đang hát thì bên sông mãi trong tôi bóng hôm nay sẽ không phai. Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Chưa có. Cháu Hương hát hay quá hết. Mà phải lao hơn người lao được hơn người gì? Dạ. Mà cho nó lớn lên cho lớn nó to. Lớn lên hả? Cái này đó. Đó không phải. Không tiếng rồi. Cháu. Kiểu này không bao giờ đặt được cái bố được. Bây giờ. Cha cha cha. Và đang yêu. Mất nơi ơi xin đừng xa cách tôi. Và ngày đã trở đi qua. Mới có hôm nào em còn thơ ngây. Thế nên bây giờ em đã lớn rồi. Nhưng tôi muốn đi mai ngồi nơi đây chờ mong. Hỏi chị Bên, thế gì người ta mình ăn cái gì very special cam đặc biệt ngon đặc biệt. Đẹp ngon ngọt cái này không phải cái này không phải ăn cắp cái này là mua những loại trên rừng cây chứ không phải mua ngoài chợ. À, ngay là không biết nay sao nhà mình ra xe luôn nhá. Dạ xe luôn xe hai đơn đời nhá. Dạ uống hết rồi, uống hết rồi anh ra luôn nghe anh ấy chưa ăn uống. Anh đưa visa luôn mà anh vô lại. Dạ dạ mà uống hết rồi. Mau anh đưa visa. Beautiful. I wonder if I should do a video. I should do it in the corner so I can run. But the view there is prettier. Well, I can do the view later. Let's see, let's set it up. Recorded because it's just me. So, and most of the time I might not even have charge. So I have no charge on my Wi-Fi or camera or cell phone.
So that's why I'm not filming most of this. So stay, subscribe to... Bye.